ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Ôi chị phim ban ngày giờ mình nhìn có gõ không? Ban ngày giờ không nhìn thấy gõ. Không gõ luôn, ban đêm ban ngày không gõ hả? Ừ. Đó. Bây giờ càng ngày mình càng lớn tuổi rồi. Nếu mà đem mắt kiến chị kêu cô Thảo đem mua cho thì nó gõ hơn. Gõ mà tiếc. Tiếc mà. Sợ gớp. Đi đâu mình mang. Đi chợ đi vậy à? Ừ. Mình mang vô. Còn ở nhà mang chứ. Dạ. Cũng mà. Mang đi chừng nào hư con nói cô Thảo gửi lại thêm. Tiếc lắm. Có 6 tháng à, hết thời hạn rồi. 6-7 tháng à, lần năm vậy đó. Làm không được à, thấy tiếc của quá. Dạ. Hãy chào chúng chị bà con cô bác đã xem chương trình của Hải. Thì bữa nay Hải đang lên cái kèo nhà trước chúng chị đó. Lên cái máy trước, lên cái kèo và cái đòn tay. Tại nhà bề ngăn nó rộng quá nên phải làm cái kèo giữa. Nếu mình không làm thì thời gian sau thì cái tô nó vàng, nó sẽ động nước ngay đó. Đó. Đây Hải đang bắt chỉ nè. Cái mặt tiền tô xong rồi. Trên có chỉ luôn nè. Nhà phải có cái chỉ trên chị dưới, giống như người mình phải có cái chân mài đúng không chị, thì không bắt chị nhìn vô nó không có thẩm mỹ. Nó chỉ mặt tiền đó. Chứ nhà tư của nhà từ thiện cũng vậy, hay làm nhà tư cũng bắt chỉ, mà nhà từ thiện cũng bắt chỉ. Bên đây chị không bông này, chị không bông, nhà có cái chỉ mình nhìn vô thẩm mỹ hơn, còn không có chỉ nhìn vô nó chùi lũi à. Nhưng con người mình không có chân mày nhìn vô rất là xấu đó. Trên kia có bắt chỉ luôn, ngoài đang lên đòn tay, tay trước ngoài chấm hàng lại đó. Thì phần xung trong nhà bữa nay có tô xong rồi đó. Thì ngày mai thì lọc, anh em tiến hành lọc tôn, thì tô cho xong mình lọc tôn. Ở trong người có cái chỉ nè đó. Thì chỉ cái mặt tiền 15 gió. Ở dưới kia thì chỉ đường vô. Để đi vô nha, qua nhà sau cũng có chỉ luôn. Tại vì cái khung mông này mình không bắt chỉ thì nhìn không đẹp, nên bắt chỉ lên không còn không được. Trên kia là cái kèo à. Tại nhà bị ngang rộng quá nên mình phải làm một kèo. Tô 2 ngày cũng khô hết trơn rồi, khô trắng hết trơn rồi. Mình chạy nắng thì nó mau khô lắm. Mình chạy mưa thì mình tranh thủ lọc tôn trước. Để cái đường ra sao. Tôi nhà sao, nhà trước xong hết rồi. Đó. Ừ. Trong phòng ngủ nè. Phòng ngủ của mình tên rồi. Rồi chào anh Dũng. Dạ, trời ơi phụ hang khỏe anh. Còn khỏe ghê luôn ta. Mẹ mới lấy ra cho người thợ rồi đó, lên hồ khô đó. Tướng này chắc phụ 4 người quá, tướng này 2 người đâu có nhầm gì đâu. Trời ơi cho người sụt ký luôn. Ba 2 người còn muốn sụt ký rồi. Dạ. Mạnh dữ ha, phụ tới 2 người luôn ha. Lấy hồ cô cho ta. Hồ khô hồ ướt ha. Ừ. Vừa phụ hồ mà vừa đi bể dừa luôn. Được. Giỏi thiệt. Cho anh em uống nước dừa cho nó mát. Làm ở đây là bữa làm tới giờ dừa biết bao nhiêu trái à, nhiều lắm à. Cũng vừa ở mấy buồng. Mấy buồng bây giờ chặt tới hết dừa luôn hả? Ừ, bây giờ còn trái nhỏ nhỏ. Uống hết dừa luôn. Từ cũng nó bự lại nữa à. Vậy là bự đâu có kịp uống đâu. Cũng kịp có trái nào vừa làm luôn. Ừ, vừa làm luôn hả? Ừ, nó không có thịt mà nó có nước thôi. Ừ, sợ nó không ngọt, nó chua chua. Để đường vô một chút. làm nhà của mẹ anh xin uống tới hết dừa luôn. Anh Vũ bẻ cho uống tới hết luôn. Đó, đi là em có anh Sen nè, tiếp trọng hồ, phụ hồ nè. Phụ hồ cho em trọng, đó. Em trọng trà, vừa trà bằng trà, vừa trà cây mút đó. Tại nó cháy, trời nắng nó cháy. Tại mình trà cái đó không có mưa nối như vậy đó. Làm cửa đó nè, là một tuần 7 ngày mà còn vợ đi bỏ nữa. Hả cháu? Tao thấy con làm một tuần tới 7 ngày đâu mà không đủ tiền xài giờ bỏ hả? Hả?
hết duyên hả? Ta muốn đi ta đi. Con thấy cậu thấy con làm không không có ngày nghỉ đâu mà. Đó. Mình từng có khi làm 7 ngày, 6 ngày nè. Sai gần gì miễn có chuyện làm là đi hết á. Cái nhà này tuyển trọng tôi có 2 người à. Đó. Mới tôi được 5 ngày à, thì xong hết rồi còn ở nhà sau. Đó. Cái nhà vệ sinh nè. Cái phần nhà vệ sinh cũng tôi xong rồi. Ở ngoài. Và cái máy bơm này thì về ra ngoài cho nó trống. Điện kêu thợ mua tư lại chưa có dời. Đó. Đây nè. Còn bên đây thì cái cửa ra sao. Cái cửa ra ngoài sao thì hãy làm cửa tôn thôi. Cho mà anh xem. Đây dắt bếp nè. Đó. Thì hàng rau xây lên nước trên luôn. Còn xây lên tới trên luôn là tính bỏ tính dựng tôn thôi. Nên còn mấy viên gạch đó mình xây lên tới trên luôn đây. Cho nó sạch sẽ luôn. Còn đây phần bếp nè. Bếp rất là dài. Phải hết trơn cái này. Thì anh em tô xong là lọt. Lọt xong để mình lót gạch. Tại vì tháng này thì hãy lọt sau. Còn tháng mưa thì lọt trước tô sau. Sợ trời mưa gió rồi tháng này không có mưa đâu. Anh em hàng vào tay xong rồi nhé. Dạ. Dạ. Chào bà. Chào. Nhà gần xong thấy vui vẻ quá ha. Vui á. Dạ. Cô chị Phiên đi hớt tóc rồi hả? Rồi. Hớt mày nhà hả? Hớt tóc rồi thấy đẹp cái liền thấy không? Đẹp trai. Sao không nhuộm màu đen luôn đi? Không nhuộm hả? Ủa cái chân bị gì vậy? À, đúng lên cái gì đó hả? Cái gì không biết, cái gì đâu. Nhất không? Nhất á. Rồi có đi mua thuốc uống không? Có. Rồi. Đi chợ quất á. Đi chợ quất ra đi khám hả? Có bảo hiểm không? Ta cho có. Anh ta ngủ. À. Năm ngày. Đi tay khám hả? Dạ. Rồi hôm qua mới đi hớt tóc rồi hả? Sáng. Hớt có 10 ngàn hả? Sao rẻ vậy? Ta dùng cho cắt cho mình. Em hớt đầu em tới 45 ngàn lận. Đó, 45 ngàn lận. Còn hớt máy lạnh là tốn tiền. Hớt máy lạnh trăm mấy à. Cái này hớt quạt chó. Ta hớt không à. Hớt không hả? À? Dạ. Ta lấy tiền. À, chùa tầm 1. À, anh ta thấy gì ta lấy có 10 ngàn thôi. Rẻ ha. Bữa nào chị Phiên chị em chỗ đó em đi hớt một cái thôi. Em mất lần. Một lần tới 45 ngàn lận. Hết vô đó. Dạ. Chắc chị đó mát. Hớt cho cao tưởng hớt cho. Không hớt cho cao cao hả? Cao quá. Vậy hớt như vậy là test hớt thêm lần nữa rồi. Test còn tháng gửi nữa. Dạ. Dạ cắt nữa. Dạ. Thì gắn đi nhà này mà từ sau xong rồi đó, bây giờ con lên bằng tay rồi bây giờ không có tiền mua tôn lọt, con mua lá lọt lại bà. Gì cũng được hết. Đừng ngập chỗ, đừng ngập nước thôi ha. Đó, đừng không dọt nước ngập vậy được. Dạ, con lên bằng tay sắt mà con mua lá lại lọt, bây giờ hết tiền chỉ lo nền thôi. Tự túc con cháu tiếp bà cũng mừng rồi. Tại vì con nói chơi thôi bà, tại vì con làm tô cho xong cho nó khô á. Rồi con mới lọp. Nếu mà mình lọp trước á là nó nực lắm. Đó. Nên con cho tô cho xong cái. Rồi con lọp sau, tháng này tháng nắng mà. Dạ. Rồi thấy bà để con căn nhà gần xong thấy vui vẻ quá ha. Vui á, trời ơi, hồi nhỏ tới lớn mấy năm nay là vui hẳn. Dạ. Đó. Bằng đó. Lần này có nhà trước nè, có nhà sau nè, có bếp nè, có nhà vệ sinh trong nhà luôn nè, là khỏi ra ngoài đó. Bây giờ hết đi dậm đi cái rồi ở nhà con. Dạ. Con dạ. Nó mua cho bà mất cái mà để ở nhà không à? Chừng nào ra quá mới đeo lát á. Dạ, rồi cái mắt bây giờ đỡ chưa bà? Nước mắt còn ra. Dạ. Thì giúp chị nha. Dạ. À. Chịu đựng. Rồi cái thuốc
Uống hơn hết chưa? Cũng sắp sữa rồi. Dạ. Uống từ từ thôi, cô Thảo gửi về không kịp à. À mà một gói không à. Ngày uống gói thôi. Không đâu mà uống nhiều đâu. Cái thuốc bột đó chiều hai bà uống một gói nó dậy ngủ. Còn thuốc viên đau nhất á. Không đâu có nói chuyện với cô Thảo đâu. Dạ. Dòm hỏi sao nó đi. Đi luôn. Nghe tiếng thêm nha. Mẹ con ngủ ngon rồi. Vậy cho ngủ đi. Tôi nghe vậy mà cái cặp mắt tôi nhắm đi luôn. Dạ. Rồi bà có biết cô Thảo gọi phone là có biết bắt không? Thì thổi biết xài chưa? Vuốt lên vậy nè. Bắt hay được rồi. Dạ. Mấy cái tay ngón tay vuốt lên. Dạ. À. Chỉ lần lần. Dạ. Để gán đi từng từng sau là xong nhà có nhà ở rồi. Đó. Lại đi mấy chục năm rồi mới coi vô kia hôm qua. Ở hôm không coi hôm qua có trong điện thoại à? Coi vô kia. Coi trong điện thoại ra. À, mới coi đó. Mấy chục năm rồi. Dạ. Ôi, ở hôm uống thuốc rồi sao cái cặp mắt mở không nổi. Lại đi, ngủ sớm đi rồi có sức khỏe. Lúc trước bà ban đêm ngủ không được, nhức mỏi á, thành ra nó ốm. Cái bữa sau này đi tuổi tháng mà đi ra tao té chỗ cái bề sườn này nè, nó lói qua sao. Bây giờ đi khám đi, mình có bảo hiểm mà. Coi trong người mình nó bị bầm hay là cái gì. Lúc trước bị cái cây đè đó hả? Cây đè sau lưng. Lâu chưa? F0, F1 lận á. 2 năm rồi, mau đi khám luôn. Không có khám, mua thuốc uống không à, chừng nào nhớ thì mua uống vậy thôi. Bây giờ, thành ra bây giờ sợ nó bị máu bầm nó làm sao á. Rồi còn đau bì sườn này là té trước mặt nhà Dũng. Thấy hai cái bàn tay xô. Dạ. Dũng ngồi đây. Dạ. Đây này nằm này kia. Dạ. Nói sao mẹ đương đi ai mà xô mẹ vậy? Thầy Dũng nói, con đâu có xô mẹ đâu. Dạ. Nói tiên cũng có. Tại vì thấy mình già cả rồi, đi rồi con cái dòm đâu có thấy. Dạ. Tôi thấy. Dạ. Nó bắt đầu cứ ít nhiều cứ thấy gõ luôn hả? Thấy gõ bằng 10 ngón tay nó xô lại. Ừ, ban ngày ban đêm. Ngại. Không có cho con tôi thấy mình à. Nó xô mình luôn. Xô. Tôi đi vậy nè. Dìa. Sao nó xô trở lại. Ôi, có nhìn xe thì đổ đi. Dạ. Có nhìn thấy mặt không? Bà có nhìn thấy mặt không? Không xuống cái này. Cho cái chỏi của mà xe đạp. Dạ. Đúng đó. Hút đầu. Có nhìn thấy mặt không? Mặt rõ không? Không biết ai luôn. Đâu có biết ai, thấy cái hai cái bàn tay thôi. Dạ. Tôi biết người phá tôi mà. Bây giờ hết chưa? Bây giờ hết ai phá chưa? Hết rồi. Nó theo mình á, phải không? Hết rồi mà chị mình té nó bao. Dạ. Nó chịu ôm. Ừ. Phá đó thì bên dòng họ có một tên. Tại mình không cúng kiến á. Cũng nhà tôi cũng ghéo vậy chứ đâu có phải là mình nhà mình phải thờ ông bà với mình cúng kiến này nọ. Còn tôi ăn cái gì một miếng là ở đâu tôi cũng kêu ghéo hết. Bởi vì con làm nhà người ta con phải làm thứ nhất bằng thờ bằng thiên bằng táo. Nhà qua ngày động thọ phải cúng cho con là một bộ giống như trái cây là con gà để mình xin đất đai. Đúng rồi. Đó, không phải làm đại được, có người nó làm đại không mà con không làm đại đâu. Hồi nào tới là dạ lực lệ nó vậy không à, chứ đừng có nói mà làm thợ mà người ta. Dạ. Không có đâu. Đó, có người cũng không biết nó thợ đòi ăn này nọ, nhưng mà con đòi ăn đâu. Con chỉ muốn cúng để cho nhà cửa anh ta vô ở vô này là mát nhà mát cửa, làm ăn phát tài phát lộc thôi. Xin đất đai bà. Đúng. Đó. Tại vì tôi cha mẹ tôi làm tôi biết. Dạ. Tuổi này rồi. Đúng rồi. Tôi làm cái chòi tôi cũng. Đúng rồi. Cái cây nữa. Cái chòi cũng phải cúng nữa. Cái cây với trà với rượu trắng. Dạ. Cái chòi này chứ không phải tự nhiên mà cầm vậy đâu. Bà hôm con làm cho bà cụ ở dưới gốc cây đó. À. Là không có nhà ở cái chòi thôi.
con phải mua dĩa trái cây con cúng với con làm mà làm cái chòi thôi nha. Con phải cúng ở dưới gốc cây đó, bây giờ cây đó ấy, bây giờ người mình ở dưới gốc cây thì mình phải cúng xin xin đất đai chứ đâu phải làm đại được con làm đâu. Con người không tin gì đó nó dạ làm in nghĩ đã có tiền bạc rồi ta đi coi thầy hai vợ chồng ta coi coi năm nay dựng nhà được không. Dạ rồi ông thầy nói quan năm đi hả dựng chứ năm nay dựng là mất thời. Ôi, không có tin ai hết, mình có tiền mình muốn làm thì làm tự túc của mình ấy. Không được đâu. Chẳng thà mình đừng ở đây coi. Giống như bà biết không, con đi làm nhà thì thường thường con làm nhà tư, là chủ nhà ta đi xem ngày nào tốt ta kêu mình động thổ làm. Còn con làm nhà từ thiện ha, bữa nào con rảnh con làm, không phải là con rảnh là ngày xấu của con làm đâu. Nếu mà con xem nhà bà cũng vậy, con xem ngày nào tốt cho bà với con vô làm, không phải con làm đại. Trước khi mình tốt á, mình cho chủ nhà ta tốt trước. Đó là phải mình xem ngày mình tốt thôi, kể nhà người ta là phải nhà mình. Bởi vì con đi làm con nói á, mình xem nhà người ta cũng giống nhà mình, mà của người ta cũng giống của mình đi. Đó, mình ở được người ta ở được. Đấy, cắt nhà cho bà chưa đi coi đâu. Dạ. Bà không coi gì hết. Đó. Chỉ là bà biết ngày tốt, ngày thứ sáu. Thứ sáu bà thấy không? Thứ sáu, thứ hai, thứ ba con không làm. Bà biết vậy thôi, bà trái một mình. Dạ. Không cần đi coi. Bà biết không con, nhầm khi làm nhà người ta lên đoàn tay nè, ngày thứ ba con không lên đó. Lên đoàn tay coi, con coi theo nước lớn, nước lên đúng. Mới con lên. Còn lọt tôn cũng vậy, ngày thứ ba con làm. Lọt tôn ngày tốt, ngày thứ sáu hay là thứ bảy. Đó. Mình xem cái ngày nào mà mình thường làm cho người ta, mình lấy ngày nào tốt mình chọn ngày đó. Chứ không phải làm đại kệ đấy, cái nhà này người ta xây cho mà muốn làm ngày nào làm. Con không bao giờ làm, thà con chậm một ngày hai ngày đúng. Đó, mình chậm một ngày hai ngày để cho tốt cho chủ nhà. Mà nói chuyện sao mà đó. Ý với bà quá trời vậy. Tại vậy cô, bà biết sao con xây nhà, đồng tiền cũng là đồng tiền cô chú anh chị trong nước ngoài nước gửi lại. Đúng. Cũng đồng tiền mồ hôi nước mắt ta đi mằn mướn làm ngày làm đêm. Người ta dình dụng 5-10 triệu gửi cho bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nên con rất là quý cái đồng tiền đó, đối với con mười mấy 20 triệu rất là lớn. Đó, đồng tiền của người ta không phải là mình thấy đồng tiền của người ta, mình thấy nhỏ mình làm đại để làm xong mình đi chầu khác. Bởi vì con bà hồi xưa nói con trâu thì chết để da, người chết để tiếng, đúng không? Đúng. Mình chết đi còn để tiếng thơm ở ông này làm nhà cho người ta này nọ, để cho người ta nhớ, đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương. Đó, đừng đi cho người ta mừng, ở cho người ta ghét bà. Dạ. Dạ. Thì chưa có xong nữa đó, mới được 50% mà. Dạ. Khen rồi con cười chắc tè tét đó, cho dạ. Phải khen mà người nói chuyện tụi mày quá. Thì con cũng gắng làm cho bà đó, thì bà hổng tính làm tiền chế thôi. Bây giờ số tiền mới được có 80% mà. Thì chưa có đủ kinh phí làm, bây giờ con làm bao nhiêu thì giống như là hết tiền bao nhiêu thì khả năng con làm bao nhiêu được con tiếp làm bà thêm. Nó chưa có hoàn thiện ở nhà được. Nhưng mà hoàn thiện ở trong thôi, ở ngoài nó chưa có hoàn thiện. Đó. Thì nhà của bà thì con làm ở trong cho hoàn thiện hết, còn ở ngoài thì số tiền nó không có đủ. Đó, nên tiền bao nhiêu con làm bao nhiêu thôi bà. Dạ. Nói chuyện một 10 tiếng là tôi đồng ý hết hết. Dạ. Tốt một tiếng nào hết. Dạ. Nó vừa bụng tôi quá, hồi kiếp trước đó. Cũng có bà con à. Gì, bà con gì á, rồi đi đầu thai xa. Dạ. Ở kiếp này mới gặp á. Tại con thấy bà, con xem bà thấy rất là tội, 80 mấy tuổi rồi chưa có cái nhà che nắng che mưa. Tại vì con thấy nhầm người ta sinh ra người ta vào trong trứng gai bà. Ta mới sinh ra là ta 3-4 nhà xe hơi, 3-4 nhà lầu. Còn mình sinh ra không biết ổ mình ở đâu, không biết nhà ở đâu. Đó, nên hoàn cảnh đó là con cũng bước xuống hoàn cảnh đó con biết thương. Đó. Con cũng mời một người trong trứng nghèo ra đi làm công nhân đi Bình Dương, Đồng Nai nè. Con ở trọ mười mấy năm trời. Đó, mới về quê mới đi làm mới có dư tiền bảo hiểm mới xây được căn nhà đến ngày hôm nay. Đó, nên con rất là thương bà con hoàn cảnh khó khăn. Con có bao nhiêu con giúp được, bao nhiêu con giúp, ví dụ một công, hai công vậy đó. Đó. Được đồng cũng mừng. Dạ. Cũng mừng.
mà tôi ngồi á, hồi lúc mà tôi chưa có cái nhà đất cưới đó, tôi ngồi cho đó hỏi con tôi, có người đi ngang dạ tới trước mặt tôi nhỏ nó mới thạch thạch sao tôi đốt ngang tôi giá dạ, dạ. Tôi nói tôi không có chơi ai mà họ lại tới hỏi rõ nó mía dạ phải, không có sao dạ tôi đốt ngang cái giá trời mặt đi dạ mày tới già mày biết cái thân mày rồi đúng rồi. Xe đạp á, nó quay vòng tròn chứ đâu có... Bánh xe quay vòng tròn. Mẹ đi vô đi. Mấy thì video Hải cũng dài rồi, Hải xin khép được tại đây. Hải mong cô chú anh chị bà con cô bác trong nước ngoài nước xem video của Hải. Bấm like cho Hải và đăng ký kênh cho Hải. Hải cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hải xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.